Cùng với chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc, chương trình khai mạc sẽ bao gồm các hoạt động chính như du thuyền trên hồ núi Cốc và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, biểu diễn các nội dung đua thuyền, trình diễn khinh khí cầu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, trưng bày ảnh đẹp về văn hóa du lịch Thái Nguyên và trình diễn chế biến các món ăn đặc trưng của Thái Nguyên. Chương trình nằm trong khuôn khổ tuần văn hóa thể thao du lịch năm 2024 có chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim. Trong tuần văn hóa thể thao du lịch tỉnh, các hoạt động diễn ra khá đa dạng, gồm tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi tỉnh Thái Nguyên năm 2024, tổ chức giải vô địch Roller Sport Cúp Quốc gia năm 2024, giải chạy bán marathon tỉnh Thái Nguyên năm 2024 mở rộng. Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, chỉnh sửa một số chi tiết để hoàn thiện chương trình, sẵn sàng cho lễ khai mạc chính thức diễn ra vào ngày 25 tháng 4.